chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang đứng tại một khu dân cư rất là đẹp tại Nhà Bè. Nói đến cái khu dân cư này thì mọi người biết một cái tên rất là hay, đó là khu dân cư Thái Sơn Nhà Bè. Thì ở đây thì tất cả cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh 100% rồi. Cơ sở hạ tầng nè, như mọi người đang Phước Sửu đang bay livecam thì sẽ thấy là cơ sở hạ tầng như là điện nè. Ở đây kế bên Phước Sửu đang đứng là có một cái trường học của tên là Lê Quang Định, một trường tiểu học rất là lớn. Và Phước Sửu đang đứng là cái đường 20m là đường thông từ trục đường Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương. Với cái dự án này thì tất cả ở đây đều là biệt thự 10 x 25 và có những cái căn góc là những cái dinh thự là 200 từ 200 đến là 700 m2. Tất cả ở đây thì là đã có sổ hồng đầy đủ cầm tay ha quý anh chị. Ở đây thì coi như là mình xây dựng thêm một cái mẫu rất là đẹp. Thì Phước Sửu cho quý anh chị xem cái mẫu xây dựng của cái căn biệt thự này nhé. Với cái căn biệt thự này thì quý anh chị xây dựng được là một trệt, hai lầu và một tum. Thì ở đây một cái mẫu xây dựng rất là mới của cái khu dân cư được mới cập nhật. Còn về pháp lý ở đây thì khi nãy như Phước Sửu nói là ở đây là đã có sổ hồng cầm tay. Và quý vị, quý anh chị mà mua vào á thì có thể là xin giấy phép và xây dựng ngay. Nói đến khu dân cư Thái Sơn Nhà Bè này thì một cái khu di chuyển lại rất là gần, thì nằm trên mặt tiền của đường Nguyễn Hữu Thọ luôn. Từ cách quận 7 tầm khoảng là 2 cây số và cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng là 2 cây rưỡi số. Đặc biệt là khu dân cư Thái Sơn Nhà Dự án khu dân cư Thái Sơn 1 Phước Kiển Nhà Bè, khu đô thị kiểu mẫu, tọa lạc ở vị trí vàng, Vượng Lộc Đắc Tài phía nam Sài Gòn. Khu dân cư Thái Sơn 1 Nhà Bè còn được hưởng lợi thế từ vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông phát triển, kết nối thuận lợi, trục đường nối giữa các tuyến đường xương sống của Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương, tạo cho vị trí dự án Thái Sơn được đánh giá là một vị trí vàng trong tương lai. Dự án được xây dựng dạng biệt thự, thiết kế sang trọng, hiện đại và sổ đỏ từng nền, tạo nên không gian sang trọng và đảm bảo thông thoáng của dự án. Dự án khu dân cư Thái Sơn 1 Nhà Bè với quy mô gần 20 hectare thuộc quản lý của Tổng Công ty Thái Sơn là một trong những doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng kinh doanh bất động sản. Dự án khu dân cư Thái Sơn 1 Bộ Quốc phòng có vị trí đắc địa, trung tâm Nhà Bè, tiếp giáp với khu dân cư làng đại học lâu đời của Nhà Bè, cách trung tâm thành phố chỉ 15 phút, được hoàn thiện pháp lý và cơ sở hạ tầng, giao thông đã phát triển và hoàn thiện cơ bản. Bốn mặt tiếp giáp với các trục chính của Nhà Bè và đặc biệt đường Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương tiếp giáp xung quanh nhiều dự án của các chủ đầu tư uy tín như là Vina Capital, Tập đoàn Phú Long và Capital Land. Phía bắc của dự án tiếp giáp khu dân cư làng đại học Phước Kiển Nhà Bè, phía nam là bệnh viện Nhà Bè, trường trung học phổ thông Phước Kiển. Phía đông tiếp giáp trục đường Nguyễn Hữu Thọ, dự án Celesta Nguyễn Hữu Thọ và phía tây tiếp giáp trục đường Lê Văn Lương. Còn tình hình triển khai quy hoạch của dự án khu dân cư 1 Thái Sơn Nhà Bè như sau. Với tổng diện tích quy hoạch gần 20 hectare thì dự án đã phân bổ tình hình sử dụng như sau. Về đất ở, chiếm phần lớn tỷ trọng hơn 50% tổng diện tích dự án và được chia làm 436 nền biệt thự với chiều ngang 10 và chiều dài là 25m. Đất công trình công cộng giáo dục như trường mầm non, trường trung học cơ sở thì khoảng hơn 10.000m2. Đất công viên cây xanh hơn khoảng 1,5 hectare đã được triển khai. Phần còn lại của dự án thì được đưa vào thi công các cơ sở hạ tầng như đường xá, hành lang đi bộ, các khu tiện ích khác phục vụ cho cư dân. Và hiện nay thì dự án đã hoàn thiện được hệ thống đường giao thông gồm trục đường 12m và 20m. Kế đó thì đã tiến hành ra các sổ nền còn lại của dự án. Bên cạnh đó thì dự án cũng đã được cấp phép xây dựng và có những nền biệt thự chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn thiện. Kể từ tháng 7 năm 2022 đổ lại đây thì khi dự án đã có những nền biệt thự khởi công xây dựng, tình hình mua bán đất khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc phòng Nhà Bè cũng đang trở nên sôi động hơn. Chủ đầu tư giới thiệu về dự án khu dân cư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng với vẻ đẹp lung linh rực rỡ. Dự án còn sở hữu vô vàn tiện ích nội khu đa dạng, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí hàng ngày của cư dân. Và chủ đầu tư đã dành hết tâm huyết, tỉ mỉ chăm chút từng tiện ích nội khu
để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho tất cả cư dân sinh sống tại thành phố tiêu chuẩn cao cấp. Tiến độ xây dựng dự án khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc phòng sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất bởi đội ngũ chúng tôi. Và do đó, nếu quý vị có câu hỏi nào, xin hãy để lại bình luận phía bên dưới, chúng tôi sẽ hồi đáp quý vị một cách nhanh chóng nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau và chúc quý vị có một ngày mới an bình và vui vẻ.